Xin chào tất cả mọi người nhé. Video này mình hướng dẫn cho tất cả các bạn tham gia chương trình này góp nhận một tô càng có hiệu là NTC. Đây là một chương trình dự án rất là tiềm năng nha tất cả các bạn. Con này có tổng khối lượng là 3.000 tô càng NTC, rất là khâm miếng, chưa có thông báo chính thức các bạn. Đây là một dự án rất là đặc biệt, nên các bạn chương trình tham gia bỏ chút ít thời gian của mình tham gia các bạn. Để thời gian các bạn lý phần để mô tả mở cái trình duyệt ra, rồi các bạn copy ETH của mình nè. Nemo này các bạn copy đi chia ETH của mình nè. Mình thì tìm những cái đồng coi có lá giá trị mấy giới thiệu cho tất cả anh em. Nhưng mà nhờ bạn sao chép đi chia ETH của mình nè. Nên mình rất là thất vọng. Rồi. Từ từ thôi. Sẽ có đồng coi. Rồi tất cả anh em bắt đi chế tác của mình vào đây nha tất cả anh em. Rồi anh em dán vào đây nè. Anh em bấm nhận xuống mấy đi tên nè tất cả anh em. Bấm nút gửi đi nha tất cả anh em. Kì giấy. Rồi sau khi tất cả anh em nhận bấm nút gửi đi cho anh em nhận được một tô càng ANTC nè tất cả anh em. Ở đây thì mô tả quy động với cộng đồng ghép. Để mà kiếm link ghép cho tất cả anh em nè. Đây là link ghép của tất cả anh em nè. Anh em copy link ghép này mà để kiếm thêm số cần nha tất cả anh em. Sau này có thông tin gì từ dán này mình sẽ làm một clip tiếp theo từ dán này tất cả các bạn nhé. Vì video mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.